xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục tử vi mới nhất trên kênh minh đường tử vi kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình kính thưa quý vị quý vị có biết rằng may mắn hay xui xẻo giàu sang hay nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mỗi người mà nên nhưng, trước khi chúng xuất hiện, thì đều có một điểm báo nhắc nhở bản thân chúng ta, vì thế mà có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ, giải hung hóa cắt, nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ, chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhất là khả năng chúng số độc đắc, chúng thường cũng sẽ rất cao. Và tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông, dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, và sự biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành của bản mệnh Tân Sửu, chỉ ra rằng. Trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão tới đây, sẽ có những dấu hiệu may mắn, những người tuổi tân sửu hữu duyên xem được video này, nên tận dụng để nắm bắt được thời cơ, giải hung, dụ cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang phú quý nhé. Tử vi tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, tuổi tân sửu, sinh năm 1961. Người tuổi tân sửu, sinh năm 1961, là tuổi con trâu, thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, nghĩa là đất trên vách. Số của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 rất hợp vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ. Nếu bản mệnh tuổi Tân Sửu lựa chọn để xuất hành hay thực hiện những công việc trọng đại sẽ gặp nhiều thuận lợi, may mắn, đem lại nhiều tiền tài, mưu sự ắt thành, đại cát đại lợi. Bước sang tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, tháng có nguyệt lệnh lâm quan đới xuất hiện, báo hiệu sự nghiệp có sự chuyển biến tốt đẹp, con giáp này ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị, mục tiêu đó nâng cao vị thế và uy tín của bản thân. Tổng quan tử vi tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Cuộc đời tuổi Tân Sửu vô cùng suôn sẻ thuận lợi, công danh sán lạn, rộng mở, có thể đạt được địa vị cao, vào trung vận đời sống của người tuổi này có thể lên đến đỉnh cao nói chung là người tuổi tân sửu, có cuộc sống sự nghiệp, danh vọng vô cùng tốt đẹp, công danh có nhiều bước tiến lớn, vào trung vận, hậu vận gặp nhiều may mắn, an nhàn, thành thơi. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp thấy rằng, người tuổi tân sửu, sinh năm 1961, sẽ có một tháng khá tất bật với nhiều dự định, và nhiệm vụ cần thực hiện, chứ không thể đủng đỉnh được, chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh, sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, năng lực cũng được phát huy cao độ tháng có nguyệt lệnh lâm quan đới báo hiệu sự nghiệp có sự chuyển hướng tốt đẹp khẳng định được vị thế uy tín của bản thân tuy nhiên việc bạn tỏa sáng cũng khiến bạn dễ rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân sẵn lòng ghen ghét tình trạng tranh quyền đoạt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra trong tháng nếu không đầu tư thời gian công sức để xử lý hết những chuyện đó e rằng họa thị phi khó tránh tình hình tài chính bình ổn, các khoản thu chính và phụ đều đều, bạn cũng biết cách chi tiêu cân đối, có đồng vào đồng ra, nhìn chung không lo túng thiếu, có điều bạn có thể phải đi lại nhiều trong tháng để giải quyết công việc, nên chi phí cũng không nhỏ, bạn cần tự nhắc nhở bản thân, luôn tuân thủ kế hoạch tiết kiệm. Trong tháng có ngũ hành tháng xung khắc, nên chuyện tình cảm của Sửu phải trải qua nhiều bấp bênh, và sóng gió. Với người độc thân, tình cảm như cá nước chim trời, khó nắm bắt, bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình, người đã kết hôn, cần cẩn thận đào hoa giữ phá hỏng hạnh phúc gia đình. Tháng này sức khỏe của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 có dấu hiệu sa sút do phải dịch chuyển nhiều hoặc lo nghĩ cho công việc, tuy nhiên đó đều là vấn đề đến từ thể chất. Nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục thể thao. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe về mặt sự nghiệp. Theo tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy, người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, nhờ nguyện lệnh lâm quan đới, nên đường công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều điểm sáng, bản mệnh được vận khí ủng hộ, thúc đẩy tinh thần, nên làm việc hăng say, nghĩ thật làm thật, cộng thêm với cách thức tiến hành mọi việc chuyên nghiệp, chu toàn tuổi tân sửu sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn người khác đây cũng là dịp phù hợp để bạn tiến hành hợp tác làm ăn đầu tư mở rộng kinh doanh có thể chủ động bắt tay làm việc cùng với những đối tác có chung mục tiêu phấn đấu và nhất là đôi bên đều biết giữ chữ tín sự hợp tác ấy sẽ sớm mang về lợi nhuận cho cả hai bên Ngoài ra trong tháng lại có sao dịch mã là động tinh thôi thúc hành động, hầu như bản mệnh không ngồi yên một chỗ, mà lúc nào cũng thất bật, chạy đôn, chạy đáo, lo công chuyện, bạn cũng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn, bạn càng sông sáo, chủ động nhận nhiệm vụ, thể hiện bản thân nhiều hơn, thì càng dễ được ghi nhận xứng đáng tuy nhiên việc bạn tỏa sáng cũng khiến bạn dễ rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân sẵn lòng ghen ghét sự xuất hiện của thiên quan khiến tình trạng tranh quyền đặt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra nếu không đầu tư thời gian công sức để xử lý hết những chuyện đó e rằng họa thị phi khó tránh dù làm gì bản mệnh cũng cần khiêm nhường và thận trọng đừng để cái tôi cao ngạo của mình gây điều phiền phức cản trở thành công nếu biết khiêm nhường hành xử khéo léo và giữ thái độ điềm tĩnh mọi việc sẽ được tiến hành trôi chảy hơn bản mệnh sẽ không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều Công việc trong tháng khá nhiều, điều đó đồng nghĩa bạn sẽ phải tất bật và bận rộn hơn, với nhiều dự định, kế hoạch, và nhiệm vụ cần thực hiện ngay, chứ không thể đủng đỉnh được, dù vậy chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh, sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, năng lực của bạn cũng được phát huy cao độ. Nhìn chung, thách thức và cơ hội song hành, vượt qua được khó khăn trước mắt, bạn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Về mặt tài vận, Vận trình tài lộc trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, duy trì ở mức ổn định. Nguồn thu nhập chính vẫn dựa vào chính tài, tức khoản thu từ công việc cố định, tuy cũng có thêm nguồn thu phụ nhưng khá ít vì thứ tài vẫn chưa thực sự khởi sắc. Trong thời gian này, tốt hơn hết bản mệnh nên tập trung thời gian làm công việc chính của mình, đừng ôm đồm quá nhiều việc phụ mà ảnh hưởng chất lượng công việc chính. Đặc biệt, nguyệt lệnh lâm quan đới xuất hiện, chỉ hỗ trợ đắc lực cho những ai mạnh mẽ, quyết đoán, người do dự để chuyện tình cảm chi phối vào việc làm ăn, sẽ khó đạt được những gì mong muốn. Ngoài ra bạn cũng nên dành thêm thời gian để học hỏi, tìm tòi sâu kiến thức nhằm nâng cao chuyên môn, rất có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp, cũng như làm giàu của bạn. Trong tháng, người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, vẫn có được tài lộc về kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, song đó chỉ mang tính tiểu cát. Nếu không có kế hoạch tài chính hợp lý, e rằng thu không đủ chi, nhiều việc bị ảnh hưởng khi nguồn tiền không vững vàng. Nhìn chung, với cách chi tiêu cân đối, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, bạn vẫn có đồng ra, đồng vào, không lo túng thiếu. Có điều dịch mã khiến bạn có thể phải đi lại nhiều trong tháng để giải quyết công việc nên chi phí cũng không nhỏ. Bạn cần tự nhắc nhở bản thân luôn tuân thủ kế hoạch tiết kiệm mà mình đã đặt ra. Có thể con giáp này không mấy thoải mái với việc phải dịch chuyển thường xuyên, nhưng nếu đó là điều cần thiết cho việc làm ăn thì đừng ngần ngại thử thách bản thân nhiều hơn, nếu bạn hoạt bát thể hiện được khả năng tính toán và phát huy bản tính cần cù, cẩn thận của mình, rất có thể tháng sau bạn sẽ nhận được khoản thu kha khá dành cho nỗ lực trong tháng này của mình nhé. Về mặt tình cảm, Xem về phương diện tình cảm cho người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy, do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm của bạn sẽ phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Với người độc thân, tình yêu ví như cá nước chim trời, rất khó nắm bắt cơ hội vẫn có, song đều vì nguyên nhân chủ quan từ phía bạn nên lại trôi tuột mất khỏi tầm tay thời gian này bạn khá bận rộn với công việc không có thời gian và cũng chưa muốn mở lòng để đón nhận tình cảm mới sự nghiệp dường như đã chiếm hết thời gian nên dù có người tiếp cận bạn cũng tỏ ra khá thờ ơ và lạnh nhạt nếu chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình thậm chí còn ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân Người đã kết hôn cần cẩn thận đào hoa giữ phá hỏng hạnh phúc gia đình khi có sự xuất hiện của người thứ ba, những mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái sẽ đẩy hai vợ chồng xa nhau hơn, dễ nảy sinh tâm lý ra ngoài tìm sự bình yên khác, tuổi Tân Sửu lại vốn là người sống tình cảm nên bạn cũng rất dễ bị cám dỗ. Những lúc thấy yếu lòng, bạn hãy nghĩ tới việc cảm xúc nhất thời liệu có đáng để bạn đánh đổi hạnh phúc cả cuộc đời mình không? Về mặt sức khỏe, Nhìn chung thể trạng của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 vào tháng 2 âm lịch này vẫn bình ổn, không xảy ra biến động lớn hay mắc bệnh tật nguy hiểm nào. Tháng này, sức khỏe của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 cũng có dấu hiệu sa sút chủ yếu do phải di chuyển nhiều hoặc lo nghĩ cho công việc, một số triệu chứng xuất hiện nhắc nhở bạn nên quan tâm hơn tới bản thân như mất ngủ, đau đầu theo cơn, ăn uống kém ngon, đau dạ dày vấn đề đến từ thể chất, nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình, bằng cách cân bằng thời gian làm việc, và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục, thể thao, thì sức khỏe sẽ cải thiện tốt hơn. Sau đây là phần luận giải vô cùng quan trọng cho tuổi tân sửu, sinh năm 1961. Ở độ tuổi ngoài 60, nếu biết được hai điều này sẽ có được cuộc sống, an vui, khỏe mạnh và hạnh phúc. Thứ nhất là, biết đủ thì an lạc. Bình an là hạnh phúc, biết đủ là phước lành, tâm trong sạch là vận mạng phước đức, ít ham muốn là trường thọ bụng dạ của người trở nên hẹp hòi nếu như chúng ta ham muốn quá nhiều ngược lại nếu biết tiết chế ham muốn thì tâm lượng sẽ rộng mở thà rằng cuộc sống thanh bần mà tự mình vui vẻ chứ không thể giàu có trong sự bất thiện lo sầu chúng ta cần dừng lại những suy nghĩ sâu xa thay vào đó nên hài lòng trong mọi lúc để có thể nghỉ ngơi một cách thong dong không nên ỉ lại vào sức khỏe đang có phước báu không nên hưởng hết tiện nghi cũng không nên chiếm dụng quá mức và thông minh cũng không nên tiêu dùng hết nước chảy xuyên qua đá không phải là một sức mạnh mà là một quá trình thời gian lâu dài hạnh phúc là xem nhẹ những ham muốn vật chất vượt qua sự lo lắng sầu muộn của thế gian và bằng lòng với những gì đang có hiện tại giàu có về tinh thần chính là sự giàu có thực sự thứ hai là hành thiện mỗi ngày phật giáo chủ trương hành trì giới luật làm các việc thiện để tích gom phước đức khai mở cánh cửa trí tuệ dẫn đến quả vị là giác ngộ thành phật nói cách khác hành thiện là con đường duy nhất để tu tập và thực hành phật pháp trong kinh đức phật dạy không làm các việc ác nên làm các việc lành đó đích thực là chân lý người Phật tử ở thế gian, nhịp sống tương đối nhanh, thường ở trong trạng thái bận rộn. Để tu tập thiện pháp, chúng ta cần phải tuân theo nguyên tắc hành thiện mỗi ngày, làm như vậy thì công đức vô lượng vô biên. Vì vậy, mỗi ngày làm một việc thiện là một trong những cách tốt nhất để phát triển phước điền. Mỗi ngày hãy làm việc thiện và tích thiện thành đức. Cho nên, người có tâm niệm làm việc thiện và tích đức sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt lành này mặc dù điều đó cần phụ thuộc vào môi trường kinh tế của mỗi cá nhân nhưng chiều sâu của mọi việc thiện không phải cân đo đong đếm bằng tiền mà lấy chiều sâu của tâm từ làm tiêu chí tâm biểu hiện ra ngoài bằng hành động thiện đó là sự phát tâm phát tâm như thế nào sự phát tâm từ bi này cũng giống như tâm của Bồ Tát vậy tình yêu sự tin tưởng và lòng biết ơn thực ra không cần theo đuổi hình thức làm mà không nói nhìn thấu từ những việc nhỏ nhặt hòa tan vào bên trong mọi ý niệm không vì cuộc sống tương lai không vì hưởng thọ kết quả chỉ vì một ý niệm cầu thiện như vậy là đã có phước báo rồi. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 2 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình Minh Đường Tử Vi, chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại